Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em phun lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha cả nhà. Đây thì còn mấy cây Shimano cuối cùng em sale cho mọi người nha. Em lấy hàng mới. Đợt sau này em sẽ về Shimano Sofu mấy in Japan nha mọi người. Shimano Sofu coi bản chuyên chép á. Nói chung Shimano Sofu này cũng là bản chuyên chép nè. Mình là của Indonesia ha. Cái đầu tiên em giới thiệu mọi người là một cây Shiyumi sắn hai da như thế này ha. Cây này nặng 135 g, đọt là 0,6, đọt đặc nha mọi người. Gốc là 19, gốc chỗ này là 19 nha. Cây này còn khá đẹp. Cái đầu đọt của nó hơi... Đó, mọi người về làm lại cái đầu đọt giúp em nghe, nó lỏng lẻo quá, giống như nó gãy rồi. Đó. Ai làm đầu đọt thì quải quá à. Đó, sẵn từ lóng thứ tư nha cả nhà. Đẹp nha, xước dăm vài chỗ thôi. Còn lại đẹp lắm. Đó, mới tính mà mọi người thấy không? Nè. Rồi. Cái này giá mã số 1 giá 900 nha mọi người, mã số 1 giá 900 nha. Bình thường cái cây này trên 1 triệu giờ cái đọt cái vậy á thì 900 thôi cả nhà nha. Đó. Nó vướng cái đọt, nó vướng cái đọt này tại vì người ta quấn cái cục này nó to quá nè mọi người, nó không xuống được. Nó vô à, nó vướng cái sợi dây, nó vướng cái sợi dây đó. Rồi nè, rồi đó, còn mới lắm. Tiếp theo cây mã số 2 là một cây Daiwa. Cái cây này do máy chế độ luôn á, nhưng mà nó có bị lỗi rồi nên là bán rẻ thôi. Đây chỗ này nè mọi người, nó mới bị dập thôi, nó bị dập nha, ấn thì cũng chưa vô lắm đâu, hết sức lực của em á. Nó vậy chỗ này nha. Nói chung là nó lỗi chỗ này nha, em nói rồi nha, nó lỗi chỗ này nha. Cái này phải trên cả 1 triệu. Nói chung là có xuất sắc nhưng mà lỗi này thì bán 550 thôi nha cả nhà. Mã số 2 550, nặng 130 g, đọt là 0,6, gốc 22. Này là cây carbon wicker của Daiwa nha cả nhà. Carbon wicker của Daiwa. Có xước xác nè. Đây có xước nè. Thôi xoắn ít ạ. Ở trong nó như thế này nha. Nó phôi nó xoắn ít nha. Đó, nó dùm. Nó dùm mấy chế độ đây. Nó dùm 4,5 m nè. 49 5,3 hả? Đó. Thấy ghi thông số nha mọi người. 4,5 m, 49 5,3. Đúng không? Đó. Đúng rồi, nè. Đó. Thì nó bị lỗi đó nên giá 550 nha, chứ còn nếu mà không lỗi thì cái này chắc phải giá 1 triệu, hơn 1 triệu á. Rồi tiếp theo cây mã số 3 em có một cây cán quấn chỉ, cây này là cây vanilla nội địa nha cả nhà. Đó, cây này 5,4 m, nặng 150 g, đọt 0,8 x 15, ra cần thẳng nha, cây này tầm 3,5 m, giá 850 thôi. Đó, ngoại hình thì vẫn còn rất là đẹp. Nút không có túi thôi nha, đó nè. Không có lỗi gì hết, có xước dăm vài chỗ, còn lại trong mới tinh luôn. Đó. Đó là cây cây này tầm 3,5 m nha, tầm 3,5 m nha cả nhà. Rồi, đó là mã số 3. Tiếp theo mã số 4 em có một cây 3,6 m. Đó, cây này chỗ này nó dơ nha. Nói chung là đúng rồi, dơ mà. Nó có xước xát nha, có dây bảo hiểm cán như thế này, tem nè. Rồi cây 3,6 m nặng 80 g, đọt 1,2 l. Cây này 4H nha mọi người. Cây này tầm 4H, giá 800.000 nha. 800.000, còn một cây cuối cùng nha mọi người. Đây. Một cây cuối cùng, cây này 4H, trên 4H á, cây này phải trên 4H á. Ra cần thẳng nãy nha. Đó. Cái này là hầu như chưa sử dụng luôn, mới 99% luôn nha mọi người. Nên là mọi người yên tâm. Rồi. Cây 3,6 m giá 800. Mã số 4. Mã số 4. Tiếp theo cây mã số 5. Là em có một cây này. Cây này là cái mã số 5 là một cây TFC. Cái TFC nè. Đít mở được ha. Cái TFC này là thuộc dòng Nissin đúng không cả nhà? Nhưng mà nó chảy xước nhiều nha. Đó nè. Chảy xước nhiều, cây này chảy xước nhiều. Đó, chỗ này nó mờ luôn rồi nè. Rồi nặng 140 g, đọt 0,7. Mã số gốc 14, mã số 5. Cái TFC Carbon Raw. Có xước xác nè.
Sốt nhiều ha. Rồi cái này sale giá rẻ cho mọi người thôi, cái này giá 650 thôi nghe, một cái duy nhất 650 thôi. Cái đầu cần này người ta làm hơi xấu, tại người ta quấn cái chỉ này nè, người ta lóng trong thì còn đẹp lắm nha cả nhà, nói chung là cũng có xuất sắc nè, lóng trong có xuất sắc như thế này nè, đó chỗ này là xuất nhiều nhất nè, đó rồi chỗ đó là xuất nhiều nhất, lóng hai là xuất nhiều nhất nha, thì nó cũng xuất sắc nhiều. Thì cái này giá 650 nha mọi người, mã số 5 giá 650, mã số 5 giá 650. Tiếp theo mã số 6 em có một cây, cây này si chan gì đây, hãng mới hả, cái này em thấy trong lô đó mà không biết là sao, cái này hàng xuất Nhật chứ không phải là đó, tem của nó đây nha cả nhà, cái này là em nghĩ là hàng xuất Nhật á, giống như hàng Trung xuất Nhật á. Rồi nặng 320 gram, ram đọt là gần một ly nha, gốc 21. Cây này thôi, cây này mới là 99% luôn cả nhà, mới 99% luôn đó, chị không có bọc thôi ha. Đó, sử dụng ít nha, đó sẵn ít nè, phôi sẵn ít nha, phôi sẵn ít rất rất là đẹp luôn nè. Cái này là một là Trung, hai là Taiwan xuất gì đó, chắc em nghĩ là hai dòng đó. Rồi rồi nè, sẵn ít nè cả nhà, cái này giá 1 triệu nha cả nhà, giá 1 triệu thôi. Mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Về thêm một cây nha. Cây này là hàng Trung xuất nha cả nhà. Cây này đây, tem mác của nó đây nè. Hàng Trung xuất nha. 5m4, nặng 130 g, đọt là 1 ly 1. 1 ly 1, cái này tầm mác rưỡi 4H nha cả nhà. Giá 800 ha. Giá 800, xoắn hai da như thế này. Nè. Phôi xoắn hai da. Xoắn hai da caro như thế này ha. Đó, đọt đây, cái này tầm 3,5 4H ha. Lóng trong này nó cũng sẵn hai gian như thế này. Này là Trung xuất nha mọi người, hàng Trung xuất nha. Rồi. Đó là cây mã số 7, tiếp theo cây mã số 8. Cây mã số 8 đây ạ. Đây là một cây Trung xuất luôn nha. Đó, tem của nó đây. Rồi, này 5m4, cây này ra thần cần thẳng nãy nha. Đó. Rồi, một nặng 180 g, đọt là 1 ly 2, cái này là trên 4H nha cả nhà. Rồi, cái này 4H cộng á, cán quấn chỉ như thế này. Mới 99% hầu như chưa sử dụng, giá 850 thôi nha. 850 ạ. 850 nha. Đó. Mọi người nhìn cái phôi cần của nó nè. Đó, nè. Đó, nhìn phôi cần nè. Đó. Giá 850 ạ. Rồi, 850 nha cả nhà. Mã số 8, tiếp theo cây mã số 9, em có còn hai cây cuối cùng này cả nhà ơi. Mọi người ủng hộ em cây này với. Cây mã số 9 nè. Đó, cây 4m5, cây nội địa Sandrill nha. Nặng 150 g, đọt là 1 ly 2, gốc 13, giá 800 nha. Đó, nè. Cây nội địa Sandrill nha. Đó, giả chút như thế này. Mới lắm luôn, mới 99% luôn nha cả nhà. Đọt này tầm 4H nha. Cái này tầm 4H nha cả nhà. Cái này 4H á. Nè. Rồi. Lóng trong thì mới lắm, mọi người yên tâm. Rồi cây này giá 800 nha cả nhà, 800. 800 mã số 9, tiếp theo cây mã số 10. Cũng cây nội December luôn nhưng mà nó là 5m4 nha. Đó, 5m4. Nặng 200 g, cây này là của anh Nguyễn Sĩ Hùng à. 5m4 nặng, anh kêu nhà anh có người đi bệnh viện không lấy được, nặng 1 ly 2, góc 15. Rồi sale giá 900 nha cả nhà, nè, giá 900 nha. Đây đó, trong mới nha mọi người, cây này cũng 4H nha, cây này tầm 4H nha cả nhà. Đó nè, hôm bữa cây này phản ánh của khách cũng rất là tốt, tại bữa em về mấy chục cây lận, còn hai cây cuối cùng thôi nè cả nhà. Thì hôm bữa anh mấy anh khách báo cá, trời ơi đã lắm, cây này nè, keo giữ cá tốt lắm á. Rồi tiếp theo em có hai cây Shimano nguyên hộp full box nha. Cái này là Shimano Indonesia nha cả nhà. Hay đây là hàng xuất nha. Đây. Cây 7m2, cây 6m3. Thì cái cây này hàng lỗi hộp.
Đó, hộp là hộp 6m3, cần là cần 6m3. Nhưng mà nó dán lộn thông số 7m2. Thì cái thông số chuẩn của cây này là 6m3, 235 g, đọt là 1,1 ly 4H nha cả nhà. Hàng hàng bản này là bản chuyên chép nha. Bản này là bản chuyên chép nha. Rồi, bỏ lộn cây cần đâu rồi. Cây này là cây 7m2 rồi. Đi kiếm cây 6m3. Đợi em chút. Đây, tem mác của nó đây. Đó. Cái nguồn chỉ này, màu này thì đẹp hơn cái cây kia nha. Rồi, cây này 2 dây 2,4 triệu nha cả nhà. 2,4 triệu. Mới lắm. Mới mà hàng full box chưa sử dụng, đầu bose 360 độ. Nó lóng trong nè. Toàn bộ hàng chưa sử dụng nên mọi người yên tâm nha. Đôi khi nó sẽ vận chuyển gỡ ra rút vô thì nó có, sẽ có xước lông mèo nha cả nhà. Xước ít thôi à. Rồi. Đó là cây mã số 11, tiếp theo cái mã số 12. Có một cây 7m2, còn hai cây nha mọi người. Hai cây duy nhất nha. Hai cây duy nhất, một cây 6m3 và một cây 7m2. Rồi cây 6m3 xem mọi người, 2,3 triệu hả? Rồi còn cái cây 7m2 này xem mọi người, 2,4 triệu hả? 2,5 triệu chứ. 2,5 triệu. Cây đó, cây Shimano này, tem mác đầy đủ. Cây này 72 xem cho mọi người, 2,5 triệu nha mọi người. Giá đẹp lắm luôn á. Ừ, đầy vô xe 360 độ. Còn hai cây cuối cùng nha. Rồi. Nè. Đó. Mọi người yên tâm nha, tại cái này hàng full box. Nó đôi khi mình rút ra không có sức gì đâu. Đẹp, hàng mới đẹp lắm nha. Rồi. Đó là rồi, tiếp theo em lên bữa mọi người hỏi cái dòng này đến giờ em về thêm nè. Em về thêm có size 3m6, 3m9, 4m5 và 6m3 và 7m2. Đó. 6m3, 7m2 thì nhiều nha mọi người. Đó, còn mỗi thứ chỉ có một cây thôi nha. Rồi cây tiếp theo, cây 7m2 này. Cây này nặng 440 g, phôi xoắn ít như thế này. Phôi cần rất là đẹp luôn nha, để mở cho mọi người xem nè. Đọt là đọt đặc hết nha. Toàn bộ là đọt đặc phôi nè, phôi dày lắm. Đẹp lắm, nhiều anh thích phôi dày. Nhưng mà nhiều anh lại thích phôi mỏng. Phôi dày thì đôi khi nó vẫn ngon hơn chứ. Phôi như mỏng thì nó chỉ nhẹ thôi. Cái 72 này nặng 440 g, đọt đặc là 0,9 ly nha mọi người. Đó, tem mác đầy đủ, cái nội địa Sanrio sang ít nè. Đây, mọi người nhìn cái vân của nó nè. Sunreal không đợt gốc 24 thì giá 1,3 triệu nha cả nhà. Bán rẻ 1,3 triệu thôi, bữa xây 3 mét 4,5 m hả? Đã bán 1,350 triệu rồi. Đó, đợt này lấy về được giá tốt nên để cho mọi người rẻ nha. Cứ đợt nào em lấy được giá tốt thì em để rẻ cho mọi người nha. Đó nè, mọi người nhìn nè, trời ơi đẹp không, đẹp quá trời đẹp luôn. Cái phôi của nó nè, phôi xoắn ít gân guốc luôn á. Đó, đó là cây mã số 13, là cây 7m2 giá 1,3 triệu nha, 350 ngàn, 1,350 ngàn, mã số 13. Tiếp theo mã số 14, em có một cây 6m3 nè, nặng 340 g, đọt là 0,9 gốc 21. Đó, cũng vậy, phôi y chang như vậy luôn, cũng xoắn ít như vậy luôn. Rồi cây này giá 1,250 ngàn nha, giá 1,250 ngàn nha cả nhà, 1,250 triệu ạ. Đó nè, trời ơi nhìn nè, đọt đặc nữa chứ nè. Đó, phôi nè, phôi cực kỳ đẹp luôn. Rồi đó là cây mã số 14. Tiếp theo cây mã số 15, cây mã số 15 đây là một cây 3m9 nè, nặng 150 g, đọt 0,9 gốc 16, giá 1,150 ngàn nha. Đó, phôi xoắn ít nè. Trời ơi, 39 ra cần thẳng tân. Cây này tầm 4H đó mọi người. Đọt này chứ cầm tầm 4H. Đây là bản vượt cứng nha, 4H nha cả nhà. Cây này đánh chép được nha. Rồi tiếp theo cây mã số 16. 16 đúng rồi, là cây 4,5 m nha.
Đó, size 4,5 thì cũng xoắn ít như vậy, phôi cũng vậy, tem mát cũng như vậy, cũng là 4H nha cả nhà. Cái này tầm 4H nha. Đó nè. Hàng mới chưa sử dụng nên mọi người yên tâm nha. Rồi. Đó. Rồi, đó là cây mã số 16, tiếp theo cây cuối cùng cây mã số 17 đây. Cây này thì do vận chuyển nó bị cái tem nó bị chày nè cả nhà. Đó, này là 3,6 nặng 130 g nên là em định bán giá 1 triệu mà thôi giờ bán giá 900 nha. Tại vì cái tem nó vậy á. Rồi nó cũng nút của nó đi đâu luôn rồi. Đọt thì cũng là 4H nha cả nhà. Là cần 4H nha. Ai chơi kéo kỳ ghê luôn. Đọt cần nè. Nó dính chỗ này. Đây nè, lóng trong này nó cũng vậy, y chang vậy luôn nha. Nè, nó cũng sáng ít đẹp vậy, ra cần thẳng nãy nha. Rồi mọi người ăn cái nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.